các bạn hãy xem nội dung mô tả video để biết thêm chi tiết. Ít ngày trước sinh nhật 24, Cao Thái Hà vừa kịp hoàn thành vai nữ chính trong phim Sugar Mommy và Sugar Boy, phần 2 của Sugar Daddy và Sugar Baby. Cô lên kế hoạch ra biển nghỉ dưỡng mừng tuổi mới. Ít ngày trước sinh nhật 24, Cao Thái Hà vừa kịp hoàn thành vai nữ chính trong phim Sugar Mommy và Sugar Boy, phần 2 của Sugar Daddy và Sugar Baby. Cô lên kế hoạch ra biển nghỉ dưỡng mừng tuổi mới nhiều năm nay, Cao Thái Hà giữ thói quen đón tuổi mới trong riêng tư, không ồn ào và quá hoành tráng. Nhiều năm nay, Cao Thái Hà giữ thói quen đón tuổi mới trong riêng tư, không ồn ào và quá hoành tráng. Nữ diễn viên tận hưởng nắng vàng, cát trắng, biển xanh trong sự thư thái. Nữ diễn viên tận hưởng nắng vàng, cát trắng, biển xanh trong sự thư thái. Vài ngày trước, Cao Thái Hà đón nhận bình luận trái chiều với vai diễn Hoạn Thư và bộ phim Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền. Cô tâm sự với ngôi sao .net rằng cô đã khóc khi đọc những nhận xét ác ý, nhưng cô mau chóng cân bằng lại cảm xúc, nhìn vào những đánh giá tích cực và yêu thương của khán giả để có động lực tiếp tục làm nghề. Vài ngày trước, Cao Thái Hà đón nhận bình luận trái chiều với vai diễn Hoàng Thư và bộ phim Kiều của đạo diễn Mai Thu Huyền. Cô tâm sự với ngôi sao .net rằng cô đã khóc khi đọc những nhận xét ác ý, nhưng cô mau chóng cân bằng lại cảm xúc, nhìn vào những đánh giá tích cực và yêu thương của khán giả để có động lực tiếp tục làm nghề. Ở tuổi 31, Cao Thái Hà ngày càng gợi cảm, cập nhật xu hướng thời trang hiện đại và có tính thẩm mỹ cao. Ở tuổi 31, Cao Thái Hà ngày càng gợi cảm, cập nhật xu hướng thời trang hiện đại và có tính thẩm mỹ cao. 10 năm trong nghề diễn viên, Cao Thái Hà Trâm chỉ làm việc với nhiều kiểu vai. Mấy năm gần đây, cô được chú ý nhiều hơn qua loạt phim Hậu Duệ Mặt Trời, Tiếng Xét Trong Mưa, Kiều và tạo ấn tượng qua hình ảnh phản diện. 10 năm trong nghề diễn viên, Cao Thái Hà chăm chỉ làm việc với nhiều kiểu vai. Mấy năm gần đây, cô được chú ý nhiều hơn qua loạt phim Hậu Duệ Mặt Trời, Tiếng Sét Trong Mưa, Kiều và tạo ấn tượng qua hình ảnh phản diện. Cô mong ước tuổi mới có thêm dấu mốc trong sự nghiệp lẫn tình duyên. Năm nay, cô sẽ có nhiều dự án ra mắt. Cô mong ước tuổi mới có thêm dấu mốc trong sự nghiệp lẫn tình duyên. Năm nay, cô sẽ có nhiều dự án ra mắt. Cao Thái Hà tự tin khoe nhan sắc tuổi 31. Cao Thái Hà tự tin khoe nhan sắc tuổi 31. Cô tập thể thao và dùng chế độ dinh dưỡng, thải độc hợp lý để giữ dáng. Cô tập thể thao và dùng chế độ dinh dưỡng, thải độc hợp lý để giữ dáng. Phong Kiều